Thầy chào các em, thầy rất vui được gặp lại các em trong tiết học tiếng Việt ngày hôm nay. Và trong tiết học ngày hôm nay, thầy và trò chúng mình cùng tìm hiểu bài Mở rộng vốn từ nhân dân. Nào, bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa tiếng Việt 5 trang 27. Và trước khi vào nội dung bài học, thì thầy cho các em quan sát tranh về nghề nghiệp của một số người. Các em chú ý quan sát nhé. Tiếp đến, các em hãy quan sát và cho biết đây là ai nào? Đây là giáo viên. Đây là đại úy. Và thầy tiếp tục giới thiệu với các em. Đây là trung sĩ. Đây là thợ điện. Còn đây là thợ cơ khí đó các em. Còn đây là thợ cấy. Và đây là thợ cày. Ồ, đây là bác sĩ. Và đây là tiểu thương. Tiểu thương là những người bán ở chợ đó các em. Kỹ sư. Kỹ sư là những người làm việc trong thiết kế. Có rất nhiều kỹ sư như kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, kỹ sư xây dựng, vân vân. Các em đã được xem ngành nghề của một số người. Và bây giờ nhiệm vụ của các em là hãy xếp các từ ngữ về nghề nghiệp vào nhóm thích hợp. Đây là bài tập số 1, trang 27, sách giáo khoa tiếng Việt 5. Từ đầu tiên, giáo viên, đại úy, trung sĩ, thợ điện, thợ cơ khí, thợ cày, bác sĩ, học sinh tiểu học sinh trung học, kỹ sư, tiểu thương, chủ tiệm. Vào nhóm. Nhóm thứ nhất. Nhóm từ ngữ thích hợp với từ công nhân. Nhóm thứ hai, nhóm từ ngữ thích hợp với từ nông dân. Nhóm thứ ba, nhóm từ ngữ thích hợp với từ doanh nhân. Nhóm thứ tư, nhóm từ ngữ thích hợp với từ quân nhân. Nhóm thứ năm, nhóm từ ngữ thích hợp với từ trí thức. Nhóm thứ sáu, nhóm từ ngữ thích hợp với từ học sinh. Nào, bây giờ các em hãy bấm dừng video và tự thực hiện các em nhé. Các em xong chưa nào? Chúng mình bắt đầu sửa bài các em nhé. Và bây giờ chúng mình bắt đầu sửa bài các em nhé. Nhóm thứ nhất, nhóm những từ ngữ thích hợp với từ công nhân. Đó là thợ điện, thợ cơ khí. Nhóm thứ hai, nhóm những từ ngữ thích hợp với từ nông dân. Đó là thợ cấy, thợ cày. Tiếp đến. Nhóm những từ ngữ thích hợp với từ doanh nhân. Đó là tiểu thương, chủ tiệm. Tiếp đến, nhóm từ ngữ thích hợp với từ quân nhân. Đại úy, trung sĩ. Tiếp đến, nhóm từ ngữ thích hợp với từ trí thức. Giáo viên, bác sĩ, kỹ sư. Tiếp đến, nhóm từ ngữ thích hợp với từ học sinh tiểu học,
học sinh trung học. Bài tập kế tiếp nói: trong phần này thầy có những câu thành ngữ, tục ngữ và nghĩa tương ứng của chúng, nhưng chúng đã sắp xếp bị xáo trộn. Nhiệm vụ các em hãy nói thành ngữ, tục ngữ với nghĩa tương ứng của chúng. Chịu thương chịu khó, dám nghĩ dám làm, muôn người như một, trọng nghĩa khinh tài, uống nước nhớ nguồn. Nào bây giờ các em hãy bấm dừng video và tự thực hiện các em nhé. Các em xong chưa nào? Chúng mình bắt đầu sửa bài các em nhé. Thành ngữ đầu tiên: chịu thương chịu khó, nói với cần cù chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ. Tiếp đến: dám nghĩ dám làm, nói với mạnh dạn táo bạo, có nhiều sáng kiến, dám thực hiện sáng kiến. Muôn người như một, đoàn kết thống nhất ý chí một hành động. Trọng nghĩa khinh tài, coi trọng đạo lý và tình cảm, coi nhẹ tiền bạc. Tài ở đây là tiền của. Uống nước nhớ nguồn, biết ơn người đã đem lại những điều tốt đẹp cho mình. Rồi các em hãy nhớ nhé. Bài tập vừa rồi cũng là bài tập số 2. Các thành ngữ tục ngữ nói lên phẩm chất gì của người Việt Nam? Đây là bài tập số 2, trang 27. Bây giờ chúng mình cùng hoàn thành lại các em nhé. Chịu thương chịu khó nghĩa là cần cù, chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ. Dám nghĩ, dám làm nghĩa là mạnh dạn, táo bạo, có nhiều sáng kiến, dám thực hiện sáng kiến. Muôn người như một nghĩa là đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Trọng nghĩa khinh tài nghĩa là coi trọng đạo lý, tình cảm, coi nhẹ tiền bạc. Tài có nghĩa là tiền của. Uống nước nhớ nguồn có nghĩa là biết ơn người đã đem lại cho những điều tốt đẹp cho mình. Các em nhớ học thuộc nội dung này nhé. Nào, bây giờ chúng mình hãy tiếp tục với câu chuyện Con rồng cháo tiên. Sau khi đọc chuyện xong, các em trả lời những câu hỏi sau đây. Và đây cũng là bài tập số 3, trang 27, sách giáo khoa tiếng Việt 5 đó các em. Câu hỏi đầu tiên: vì sao người Việt Nam ta gọi nhau là đồng bào? Câu hỏi số 2: tìm từ bắt đầu bằng tiếng đồng có nghĩa là cùng. Câu hỏi số 3 là nhiệm vụ là các em phải đặt câu cho những từ vừa tìm được. Nào, chúng mình hãy bắt đầu câu chuyện Con rồng cháo tiên. Ngày xưa, ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khỏe lại vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bây giờ ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần. Nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm, cỏ lạ, bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kỳ sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kỳ lạ thay, trăm trứng nở ra 100 người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ: ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem 50 con xuống biển,
nàng đưa 50 con lên núi, chia nhau cai quản các phương. Khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Và 100 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con rồng cháu tiên và thân mật gọi nhau là đồng bào. Đó các em, theo Nguyễn Đổng Chi. Như vậy, vì sao người Việt Nam gọi nhau là đồng bào vậy các em? Người Việt Nam gọi nhau là đồng bào vì đều sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Nào, bây giờ chúng ta sửa bài. Từ bắt đầu chứa tiếng đồng có nghĩa là cùng. Đồng hương là người cùng quê. Đồng môn là cùng học một thầy, cùng một trường. Đồng chí là người cùng một chí hướng. Đồng thời là cùng một lúc. Đồng bọn là cùng nhóm làm việc bất lương. Đồng bộ, cùng chu kỳ, tốc độ, thời gian, tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp. Đồng ca, cùng hát một bài. Đồng cảm, cùng chung cảm xúc, suy nghĩ. Đồng dạng, cùng một dạng. Đồng diễn, cùng biểu diễn. Đồng đều, đều nhau, ngang nhau. Đồng điệu, cùng một nỗi lòng. Đồng hành nghĩa là cùng đi một đường. Đồng heo là cùng làm rể của một gia đình. Đồng đội, người cùng chiến đấu. Đồng khóa, cùng học một khóa. Đồng khởi, cùng nổi dậy. Đồng lõa nghĩa là cùng tham gia một hành động bất lương. Đồng loại, động vật cùng loại, thường chỉ loài người với nhau. Đồng loạt, cùng một loại, một hạng hoặc cùng một lúc. Đồng lòng, cùng một lòng, một chí. Đồng minh, cùng một phía phối hợp hành động. Đồng mưu, cùng mưu tính việc xấu. Đồng nghĩa, có nghĩa giống nhau. Đồng nghiệp, cùng làm một nghề. Tiếp đến, đồng ngũ, cùng đội ngũ chiến đấu. Đồng niên, cùng tuổi. Đồng phục, quần áo cùng màu, kiểu cho người cùng tổ chức, ngành nghề. Đồng ý, cùng ý kiến như ý kiến đã nêu. Đồng tình, cùng ý, cùng lòng. Và bây giờ, chúng mình hãy tiếp tục bài tập C, đặt câu. Với từ cho sẵn. Đồng thanh, đồng phục, đồng học, đồng tâm. Nào bây giờ các em hãy bấm dừng video và tự thực hiện các em nhé. Từ đầu tiên, đồng thanh. Cả lớp đồng thanh hát một bài. Đồng phục. Ngày thứ hai, học sinh toàn trường mặc đồng phục. Đồng học. Bố và mẹ tôi là bạn đồng học. Đồng học là học cùng một khóa, một lớp đó các em. Đồng tâm.
cả tổ đồng tâm nhất trí vươn lên trở thành một tổ dẫn đầu trong học tập. Các em nhớ nhé. Ở nhà các em nhớ tìm từ, đặt câu thêm các em nhé. Tiết học lớp chúng ta đến đây đã hết. Ở nhà các em nhớ ôn lại bài và chuẩn bị bài luyện tập về từ đồng nghĩa. Thầy chào các em.